Làm thế nào để tạo một photo manipulation dễ dàng? Cùng làm theo mình nha. Đầu tiên, mình có hình trái đất đã được tách nền, nằm ở trên lớp cây kem. Dùng Quick Selection Tool để lấy vùng chọn phần kem. Shift F6 để thêm một pixel cho phần feather. Nhấn Ctrl J để tách vùng chọn ra lớp mới. Vào File Save As, lưu lớp kem này ra một file PSD mới. Kế tiếp, ở lớp trái đất, vào Filter, Distort, Display, thiết lập thông số theo như hình và OK. Chọn file BSD kem và nhấn Open. Sao chép lớp trái đất lên 2 lần với phím tắt Ctrl J. Chọn 3 lớp trái đất lại và nhấn tổ hợp phím Ctrl, Alt, G để Clipping Mask xuống lớp kem phía dưới. Trong Layer 1, đổi Blend Mode sang Overlay, Opacity khoảng 70%. Trong Layer 1 Copy, đổi Blend Mode sang Color. Trong Layer 1 Copy 2, đổi Blend Mode sang Multiply. Opacity khoảng 60%. Tạo Mask cho lớp này và dùng công cụ Eraser. Opacity 30%, bôi lên phần viền để làm mềm nó. Tạo lớp Curve. Nhấn vào biểu tượng dưới đây để Clipping Mask. Sau đó tăng nhẹ highlight và giảm nhẹ shadow để thêm một chút contrast cho phần kem. Vậy là bạn đã có một bức ảnh manipulation rồi. Chúc các bạn thành công. Nếu thích video này, hãy nhấn vào đường link YouTube trong hồ sơ bên mình. Bên đó có rất nhiều mẹo, thủ thuật và tài nguyên để bạn học về Photoshop nhiều hơn. Cảm ơn các bạn.